Tôi là Thúy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Tác dụng tuyệt vời của đông trùng hạ thảo từ ngàn xưa chỉ được sử dụng cho vua chúa hay những người giàu có. Nhưng cho đến nay khi khoa học hiện đại phát triển thì đông trùng hạ thảo đã đến gần hơn với tất cả chúng ta đúng không ạ? Và nó có tác dụng dưỡng phế, bổ thận tráng dương, cân bằng âm dương và tăng cường sức đề kháng, tăng cường sinh lực. Chính bởi vì tác dụng vô cùng tuyệt vời của nó mà hiện nay trên thị trường Nga thấy rằng đã xuất hiện những hàng kém chất lượng và khiến cho người tiêu dùng cảm thấy rất hoang mang, không biết đâu là sản phẩm thật, đâu là sản phẩm giả. Hiểu được nỗi băn khoăn lo lắng của bạn, chính vì vậy nên ngày hôm nay video này Nga sẽ giúp cho bạn nhận biết được sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Chu Gôn Hoan là hàng chính hãng bằng mắt thường sao cho dễ dàng nhất nhé. Vâng, đây là sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Chu Gôn Hoan chính hãng của chúng ta. Trước tiên thì chúng ta sẽ nhận biết bằng mắt thường ở phần ngoài của vỏ hộp. Góc bên phải thì bạn có thể nhìn thấy đây là dòng chữ Samsung, là tên hãng Samsung bảo trợ. Đây là cờ Hàn Quốc đúng không ạ? Và đặc biệt là những hoa văn trên vỏ hộp thì bạn phải lưu ý nhìn thật kỹ, nếu như những hoa văn này được viết bằng những nhũ óng ánh có đổi màu thì đó mới là sản phẩm chính hãng. Đó, bạn có thể nhìn thấy những hoa văn mà Nga đang để dưới ống kính đây. Khi mà chúng ta nghiêng dưới ánh sáng thì có sự đổi màu đúng không ạ? Đó chính là một trong những đặc điểm rất khó làm giả. Và tất cả những rìa xung quanh vỏ hộp này, những viền này cũng được in bằng nhũ óng ánh như vậy. Đó, bạn thấy không ạ? Nên nhìn vỏ hộp rất là sang trọng. Bên này thì cũng là dập mã vạch để chúng ta có thể check sử dụng sản phẩm. Góc bên phải này thì bạn có thể nhìn thấy là Made in Korea đúng không ạ? Sản xuất tại Hàn Quốc và phần mã vạch. Ngoài ra thì quy cách của hạn sử dụng sản phẩm được viết là năm xong đến tháng rồi mới đến ngày. Đó, và tiếp tục khi mà mở ra ở bên trong sản phẩm có hai hộp nhỏ như thế này. Đó, ở hộp nhỏ thì bao bì cũng giống như ở phía bên ngoài thôi. Còn ở bên trong thì các bạn lưu ý là khi mà chúng ta mở nắp hộp ra thì sẽ có một lớp bạc màu vàng được bao quanh nắp hộp như thế này để bảo quản sản phẩm. Và khi chúng ta bóc lớp bạc màu vàng này ra thì sẽ có một nắp màu trắng tiếp theo để bảo quản sản phẩm. Và khi lấy sản phẩm bạn chỉ cần gạt nắp thôi. Thay vì nắp màu vàng như những sản phẩm kém chất lượng thì sản phẩm chính hãng của ta sẽ là nắp màu trắng. Và các viên hoàn này có kích thước rất là nhỏ. Đây ạ, rất là nhỏ như thế này thôi để cho bạn dễ dàng thuận tiện khi uống và sử dụng sản phẩm. Nếu như bạn mua phải sản phẩm mà những viên đông trùng hạ thảo này to, có kích thước lớn thì cũng cần nên xem lại, bởi vì sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Chu Gôn Hoan kích thước của viên sản phẩm rất là nhỏ để giúp cho bạn có thể sử dụng uống một cách dễ dàng. Bên cạnh đó thì bạn sẽ ngửi mùi vị của sản phẩm, sẽ cảm thấy mùi vị của sản phẩm rất đặc trưng là mùi thảo mộc. Vâng, chỉ cần một chút tinh ý khi lựa chọn sản phẩm là bạn đã có thể tìm mua được những sản phẩm chất lượng, chính hãng mà không lo lắng khi phải bỏ tiền ra đúng không ạ? Thêm một lưu ý là bạn nên lựa chọn những địa chỉ uy tín, có địa chỉ website rõ ràng để chọn mua sản phẩm thì cũng giảm thiểu được rủi ro mua phải hàng kém chất lượng. Và với Korea Shop 24 giờ, với nhiều năm kinh nghiệm chỉ chia sẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc, nên tất cả các sản phẩm mà Korea Shop phân phối tại Việt Nam toàn bộ là hàng chính hãng, có cam kết đổi trả hàng, có chuyên viên tư vấn đồng hành cùng với bạn trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, và bạn cũng sẽ được hưởng các quyền lợi của khách hàng khi mua hàng tại Korea Shop 24 giờ. Vậy thì giờ bạn có thể hoàn toàn yên tâm tự tìm mua sản phẩm và lựa chọn cho mình địa chỉ mua sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Chu Gôn Hoan để bồi bổ sức khỏe cho bản thân và làm quà tặng cho ông bà, bố mẹ và những người thương yêu của mình rồi đúng không ạ? Hãy gọi điện ngay cho chúng tôi theo số điện thoại hotline 0976 148 590 hoặc
bạn có thể chat online với chúng tôi qua website koreashop24h.com mà Nga đã để sẵn đường link dưới phần mô tả video này. Chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ bạn đặt hàng và giao hàng toàn quốc một cách nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại bạn trong video sau.